vận may bất ngờ ập đến. Đây là những con giáp may mắn nhất nhì thiên hạ trong ngày 28 tháng 2 âm lịch ngày canh tí. À, một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp có tên sau đây. Các bạn hãy chuẩn bị may sẵn túi ba gang mang đi mà đựng lộc lá trong ngày hôm nay. À, thưa quý vị, trong ngày 28 tháng 2 âm lịch ngày canh tí ấy, thì à, các bạn sẽ được tài tinh chiếu mệnh nên sẽ vô cùng là may mắn trong chuyện tiền bạc. À, các bạn sẽ bất ngờ được người thân, bạn bè, họ hàng gửi tiền mặt hoặc là những cái món đồ có giá trị. Không chỉ thế, công danh sự nghiệp của các bạn cũng sẽ phất lên như diều gặp gió. Nhìn chung, ấy, cả sự nghiệp tài lộc thì đều có những cái bước triển vọng đáng kể. Nếu biết tận dụng triệt để các mối quan hệ của mình, ấy, nhất là với những cái người mà đang làm trong lĩnh vực buôn bán kinh doanh, ấy, thì sẽ gì càng ngày càng thu được nhiều lộc lá về tay. Và nếu mà ai đang có kế hoạch kết hôn, thì có thể chọn cái thời điểm này để mà gì để mà tiến hành đấy. Vì ngày 28 tháng 2 âm lịch là một cái ngày mà mang lại nhiều lộc lá tài lộc nhất trong năm dành cho các bạn. Một lần nữa xin được chúc mừng những con giáp có tên sau đây. À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, chúng ta biết ngày 28 tháng 2 âm lịch nó là ngày canh tí. Đầu tiên chúng ta có tí xỉu là nhị hợp. Vậy nên, những người tuổi xỉu sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. À, những người tuổi xỉu vận khí thì hanh thông, mưu sự thì dễ thành, công việc thì đạt được cái hiệu rất cao. Mở ra nhiều cái cơ hội được thăng tiến không ngừng. À, có thể nói đây là cái thời điểm bản mệnh hưởng thụ được những thành quả xứng đáng nhờ cái nỗ lực của bản thân phấn đấu không mệt mỏi trong suốt thời gian vừa qua lại thêm được cái gì quý nhân tương trợ giúp đỡ vậy nên những người tuổi sửu sẽ dễ dàng có được cái sự tín nhiệm của cấp trên à, cấp dưới thì cũng đồng lòng ủng hộ đường quan lộ thì ngày càng được mở rộng hơn à, công việc diễn ra thuận lợi hợp tác làm ăn thì cũng vui vẻ thu được nhiều cái thành quả xứng đáng kinh doanh buôn bán thì một vốn bốn lời À, trong thời gian này quý vị sẽ ký kết được nhiều cái hợp đồng lớn cùng với công việc nó thuận lợi tài vận của những người tuổi sửu cũng càng được khởi sắc không kém nói chung ấy trong ngày hôm nay thì lại có tài tinh nó chiếu rọi à, vậy nên là gì à, quý vị có xu hướng là tài lộc nó gia tăng điều này đồng nghĩa với cơ hội tăng lương tăng thưởng thăng chức đang cận kề vậy nên những người tuổi sửu hãy nhanh tay nắm bắt lấy à, bên cạnh đó cái khoản thu nhập khác của những người tuổi sửu ngoài cái công việc chính ý, thì cũng được gì có cái chiều hướng gia tăng đó là cái tín hiệu đáng mừng cho những cái dự án kinh doanh đầu tư của những người tuổi xíu có điều à, quý vị không nên đầu tư ở cái hạng mục mang tính chất rủi ro cao và quy mô vượt qua cái tầm kiểm soát kẻo lại là quá sinh bi tiền đến tay rồi lại mất ngay tức khác bên cạnh đó cái tình hình kinh doanh buôn bán trong cái thời gian này cũng khá là khả quan bản mệnh buôn may bán đắt ở à, quy mô lớn nhỏ thì đều đạt được những cái mức doanh thu như mong muốn nói chung ấy đây cũng là cái thời điểm mà cái nhu cầu nó tăng cao quý vị có thể tận dụng cái cơ hội này để gia tăng thúc đẩy hái ra tiền cho bản thân vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu, sửu để trợ mệnh hộ thân vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi sửu đó là con giáp may mắn đầu tiên Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai không ai khác đó chính là những người tuổi tuổi thân. Những người tuổi thân được cục diện là thân tí thì là tam hợp. Nói chung ấy, trong cái ngày 28 tháng 2 âm lịch ngày canh tí thì những người tuổi thân đấy lại có gì tỷ kiên nó chiếu mệnh. À thưa quý vị, trong ngày 28 tháng 12 âm lịch thì những người tuổi thân ấy thì lại có quý nhân tương trợ, nó hối thúc khiến cho những người tuổi thân ấy có được cái suy nghĩ thấu đáo hơn. À, với cái tư duy nóng nảy trước đó ấy, thì nó có thể kéo các bạn đi đến những lựa chọn sai lầm, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống. Ở à, trong ngày hôm nay thì được, được cục diện thân tí thìn tam hợp nó nó trợ lực giúp đỡ, vậy nên công việc thì hanh thông thuận lợi, các mối quan hệ thì cũng sẽ hòa hợp hơn. À, tam hợp nó cho thấy hạnh phúc hiện tại như như đang bù lại cho những cái khó khăn mất mát của các bạn trong suốt thời gian vừa qua. À, những cái sóng gió thì bây giờ cũng sẽ tạm qua đi, để lại cho các bạn cái sự yên ổn như các bạn từng mong đợi. À, những cặp vợ chồng thì có được cái thời gian ý nghĩa ở bên nhau, những bữa cơm gia đình thì ấm cúng giúp hai người gắn chặt cái tình cảm. À, do đó, dù bận rộn thế nào đi chăng nữa, thì quý vị cũng nên sắp xếp thời gian, số thời gian để gì cùng những người thương yêu trò chuyện thân mật. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay lại được cục diện ngũ hành tương sinh, nó mang đến niềm vui liên quan đến sức khỏe của bản mệnh. Trong thời gian này thì quý vị không gặp phải vấn đề nào quá nghiêm trọng về sức khỏe lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là cái ngày hôm nay là một cái ngày bội thu về tài lộc đối với những người tuổi thân. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình, những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tăng học quý nhân thân tý thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại chín tám chín ba bốn để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba không ai khác đó chính là những người tuổi thìn. Thì cũng giống như tuổi thân, tuổi thìn cũng được cục diện là thân tí thìn ở tam hợp. Đấy, nhưng mà trong ngày hôm nay lại có quý nhân tương trợ nữa nên là nó cũng sẽ mang lại cái sự trợ giúp. Hôm nay thì ai đó sẽ đưa cho những người tuổi gì, những người tuổi thìn ấy một cái lời khuyên có giá trị giúp các bạn tiết kiệm được khá nhiều cái thời gian và cái công sức thậm chí còn giúp các bạn củng cố cái hình ảnh của mình theo cái hướng tích cực hơn à, quý vị đừng quên dành cho họ những cái lời cảm ơn thêm nữa lại được cục diện tam hợp nó giúp đỡ nó mang lại cái phút giây thảnh thơi bình yên à, bên một nửa kia mà mình yêu thương cả hai cũng cảm nhận rõ cái sự gắn kết nếu mà có thể quý vị hãy cùng nhau gì gặp gỡ các con đối khác và tạo ra cho mình những không gian những khoảng thời gian chung để giao lưu kết nối và để gần gũi nhau hơn nhằm tăng cường cái vận trình tình duyên tình cảm của mình không nóng với tình cảm của mình trong suốt thời gian vừa qua À, trong thời gian này thì cái tình hình tài chính của những người tuổi thìn ấy không có gì đáng phải lo no lắng cả à, khi mà các bạn sống rất tiết kiệm và cái nguồn thu của các bạn cũng sẽ được bội thu dù mua sắm gì thì các bạn cũng nên cân đối mọi thứ một cách thật kỹ càng à, luôn suy tính trước sau à, có thể nói cái khả năng quản lý tài chính của những người tuổi thìn trong thời gian này cũng được cải thiện rõ rệt khi mà các bạn không còn đam mê mua sắm như trước đây nữa đây cũng là cái thời gian các bạn nên tập trung rèn luyện cái sức khỏe chăm sóc cái thể chất tinh thần dành nhiều thời gian ở bên những người mình thân yêu nhiều hơn. Cái yếu tố tinh thần nó tốt, nó cũng phần nào đó giúp cho các bạn cải thiện được cái bệnh tật, nhất là những ai mà đã có bệnh nặng thì trong thời gian này cũng cảm thấy đỡ hơn trước rất là nhiều. đó. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để trợ mệnh hộ thân vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi dần. À, thưa quý vị, nói chung ấy những người tuổi dần trong ngày hôm nay thì có thiên tài nó xuất hiện trong cái cung tài lộc nó thôi thúc những người tuổi dần đi kiếm tiền và làm giàu đó. đồng thời nó cũng khiến cho các bạn gì cảm thấy là may mắn hơn những người khác ở cái quyết tâm cao hơn dẫn đến là công việc sẽ được hoàn thành một cách là gì nhanh gọn hơn bên cạnh đó chuyện tình cảm của những người tuổi dần ấy, thì cũng được gì cắt tin che chở lại được gì ngũ hành nó ủng hộ vậy nên trong thời gian này quý vị sẽ có nhiều cái chuyển biến tích cực trong vận trình tình cảm đấy tình yêu thì thăng hoa rực rỡ nhân duyên thì tốt đẹp tình yêu đưa lứa thì lại gì mặn mà gia đình thì lại thuận hòa và hạnh phúc À, các bạn luôn biết cách vun vén gia đình lại gì hoạt bát lanh lợi nên đời sống hàng ngày thì luôn tràn đầy những tiếng cười ấm áp dù giữa vợ chồng đôi khi cũng xảy ra những xung đột nhưng mà đó cũng chỉ là cái gia vị để thêm nếm vào cái hạnh phúc của mình mà thôi ở à, trong thời gian này thì tình hình sức khỏe của những người tuổi dần ấy cũng duy trì ở mức khá là tốt à, dù đôi khi công việc bận rộn áp lực cuộc sống nó đè nặng lên vai nhưng các bạn luôn biết cách gì giải tỏa căng thẳng cho bản thân không để sức khỏe nó bị ảnh hưởng đó À vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần đó là con giáp may mắn thứ tư tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi mão thưa quý vị Nói chung ấy những người tuổi mão hôm nay thì có thì tài tinh nó chiếu mệnh, vậy nên à, quý vị có thể là gì tự tin với các kế hoạch kinh doanh và kiếm tiền của mình. À, không ít những người tuổi mão trong ngày hôm nay sẽ gặt hái được không ít thành công trong cuộc sống. Bên cạnh đó lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh, nó cho thấy đây là một cái tín hiệu đáng mừng tích cực về cái khía cạnh sức khỏe của bản mệnh cũng như là về công việc. À, nhiều người mắc phải bệnh nay thì cũng đã tìm được cái tia hy vọng để tiếp tục mà đối mặt với cái bệnh tật bên cạnh đó nhiều người sẽ tìm ra cái lối ăn uống sinh hoạt một cách điều độ khiến cho cơ thể nó khỏe mạnh hơn không mắc phải những cái bệnh nào nguy hiểm nữa à, hơi tiếc một chút cho những người tuổi mão trong ngày hôm nay ấy, là gặp cục diện là gì à, mão và tý là tương hình hình hại vô lễ vậy nên nó khiến cho những người tuổi mão khó kiểm soát được cái sự nóng giận à, cái lòng tự tôn sẽ khiến các bạn không cho phép ai có thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với mình vì vậy để hóa giải những xung khắc thị phi và những hạn tiểu nhân ám hại đồng thời để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân. Vòng này được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão. Đó là con giáp may mắn thứ năm. Tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu trong ngày hôm nay thì không ai khác đó chính là những người tuổi những người tuổi hợi. Những người tuổi hợi thì nói chung là có quý nhân tương trợ giúp đỡ Nên cái vận trình của những người tuổi hợi trong ngày hôm nay cũng sẽ thuận lợi hanh thông hơn rất nhiều à, Quý vị cần phải làm rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân với mọi người Lắng nghe cái sự tư vấn của những người lớn tuổi Bên cạnh đó trong ngày hôm nay lại có cục diện tam hội nó xuất hiện Khuyên bản mệnh ở trong gia đình ấy, thì các bạn cần phải học cách lắng nghe và chia sẻ Tôn trọng cái mối quan hệ cha mẹ và con cái Học cách trân trọng cái cảm xúc của nhau sẽ giúp cho cái mối quan hệ nó ngày được cải thiện một cách tốt hơn à, trong ngày hôm nay thì thủy khí nó cũng vượng à, khuyên bản mệnh nên sắp xếp công việc một cách khoa học hơn để dành thời gian nghỉ ngơi nhất là khi các bạn thường xuyên có cái tình trạng là mệt mỏi à, quý vị không nên làm việc quá sức à, nếu như mà không rất dễ xảy ra tình trạng đau ốm đó à, bên cạnh đó thì cái công việc của các bạn các bạn cũng cứ bình tĩnh mà làm tại vì có quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là gì nó cũng sớm được khanh thông trở lại vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi đó là con giáp may mắn thứ sáu À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Và trong ngày hôm nay, ngày 28 tháng 2 âm lịch ngày canh tí, chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Đó là những tuổi sau đây. Một là tuổi Sửu, hai tuổi Thân, ba tuổi Thìn, bốn tuổi Dần, năm tuổi Mão và sáu là những người tuổi Hợi. Đây là 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. À rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.